Ok, chào anh em. Hôm nay là gửi cho anh em ít lưỡi câu nhé. Hôm nay là gửi cho anh em tổng cộng là 20 mã lưỡi câu. Thì trong đó có những mã lưỡi câu là chuyên về cho anh em câu cá rô, cá sặc, cá hanh, cá cháp, đó, câu cá giết cũng được. Câu cá giết, cá chép. Đây, cái máy lưỡi số 7 với mã số 7, số 8 này nè, chuyên về anh em câu cá chép nha, cá hanh, cá cháp. Rồi, để mình lên cụ thể từng xây lưỡi cho anh em xem. Sắp bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không giống lép sắp lên á thì em gửi vào shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Người mã lưỡi số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5. Thì đây là lưỡi Gamakatsu nha anh em, lưỡi Gamakatsu. Đây. Lưỡi số 1 là size số 4 nha mọi người, lưỡi số 1 là size số 4 nè. Lưỡi số 2 là size số 5. Lưỡi số 3 là size số 6. Và lưỡi số 4 là size số 8 và lưỡi số 5, mã số 5 là size số 10. Đây. Lưỡi này thì mình bán cũng tương đối nhiều đó, bán về cho anh em câu cá sặc nè, cá sặc ở miền Tây, thôi anh em câu cá rô, cá chép thì anh em câu size số 10 này ngon lành. Câu cá giết đó. Đây, lưỡi đây. Lưỡi nó dạng nó dập dẹp nha mọi người, lưỡi dẹp và lưỡi có ngạnh, lưỡi Gamakatsu. Thì lưỡi này thì rất là bén rồi, anh em yên tâm. Thì mình bán với giá một túi này, mình bán với giá là 25k nha anh em, 25k một túi. Rồi, để mình để trong ô tập á, mình đo cho anh em xem cho dễ biết nha. Đây anh em, đó, xe lưỡi mình để trong ô tập đo cho anh em xem nè. Đó. Lưỡi này là đều lưỡi là có ngạnh hết nha mọi người. Đó, xe số mã số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5. Đó, theo thứ tự là từ trái qua phải nha mọi người. Đây. Lưỡi màu vàng và lưỡi rất là bén nhá. Đó. Đây. Chiên gô, giết, cá sặc, cá nâu, cá dìa. Đó. Mã số số 4 và số 5 á. Đây, hai cái này thì anh em có thể câu cá chép nè, cá phi nè, nó cá hanh, cá cháp đều rất là ngon nhé. Lưỡi Gamakatsu thì anh em yên tâm, rất là bén rồi. Đó, rất là chất lượng. Để mình lấy xe lưỡi cho anh em xem. Đây cái lưỡi nha. Đó. Nó dọc dẹp thế này. Đây, thấy không? Lưỡi rất là bén nha mọi người, lưỡi có ngạnh và rất là bén, rất là chất lượng nha. Rồi, giá công khai vẫn vậy nha mọi người, vẫn là 25k một túi nha. Rồi, để mình qua mã khác cho mọi người xem nhé. Đây. Xe số 4 nè, lưỡi tương đối nhỏ. Đây, để ngón tay thế này. Đó. Mình bán về cho anh em câu mấy cá gô bí nè, mấy cá sặc rất là ngon nha mọi người. Đó. Rồi, mình qua mã nhé. Ok, để gửi cho mọi người mã số 6 nha mọi người. Thì mã số 6 lên cho mọi người là lưỡi Gamakatsu, lưỡi của Nhật. Đây. Thì đây là lưỡi số 18, lưỡi số 8 và một bịch này nó có 13 lưỡi nha mọi người anh em. Một bịch này có 13 lưỡi. Đây. Lưỡi nó rất là bén nha và lưỡi này lưỡi có ngạnh. Đó. Đây. Phơm lưỡi này thì chuyên về cho anh em nào dạng câu đài, câu cả phi, cả chép. Đó. Câu hanh, câu cháp đều rất là ngon nhé. Anh em có thể câu gô đồng. Đây, lưỡi này là dạng phơm giống như phơm lưỡi chi đu nha anh em. Đó. Lưỡi rất là bén nha. Để mình đo ô tập cho người xem. Ô tập của mình đo cho mọi người là ô tập 8mm nha anh em. 8mm. Đó. Đây. Bề ngang của nó là 8mm nha anh em. Đó. Đây, lưỡi rất là bén nha. Rất là ok, xin chào. Rồi, giá công khai một túi này, mã số 6, giá cũng là 25k nha nè. Mã số 6 giá 25k. Tiếp theo qua đây, mã số 7. Mã số 7 gửi cho người lưỡi Gamakatsu. Đó. Thì lưỡi này là lưỡi số 8 và một bịch này vẫn có 13 lưỡi và phơm lưỡi vẫn là phơm lưỡi Chinu, lưỡi trắng nha nè, lưỡi trắng bạc. Đây. Đó. Một túi này thì mình bán với giá sẽ là 30k nha nè, 30k một túi. Đây, để lấy phơm lưỡi ra cho anh em xem. Đây. Lưỡi màu trắng nhá. Lưỡi cũng tương đối dày. Đó, lưỡi này về cho anh em câu cá phi, cá chép, anh em câu đài. Câu gô đồng, câu cá chê, thác lát. Câu hanh, câu cháp đều rất ok nha mọi người. Đó. Để mình đo ô tập cho mình xem. Đây.
Xe số 8 nha. Đó. Rồi, giá công khai mã số 7, xe số 8, giá là 30k nha anh em. 30k mã số 7 xe số 8. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 và xe số 10. Đây, mã số 8 là xe số 10, lữ quán là lữ Gamakatsu. Đó. Hàng nội địa nha anh em. Đây. Lữ là form chữ U nha anh em, form chữ U, form Chinu. Lữ này là vẫn là lữ có ngành. Số 10 này thì dạng anh em cầu phi, dạng săn hàng này, săn cá bự rồi. Đây. Lưỡng này chiên về chép hơn, chiên chép, chiên về hanh cháp hơn. Đó, câu cá chê. Lưỡng Gamakatsu thì rất là bén, anh em yên tâm nhé. Để nhẹ vô là lũng liền. Đó. Để đo đồ tập mình xem. Đó. Đây mọi người, nó hơn một tập 1 tỷ. Đó. Xe số 10 nhé, xe số 10 mã số 8. Rồi, giá xe số 10 mã số 8 giá cũng là 30k nha này, 30k. Tiếp theo qua đây là sao? Mã số 9, số 10, số 11 và số 12. Số 9, số 10, số 1 và số 12. Thì đây là những lữ Gamakatsu nó giống phơm với nhau nha nè, giống phơm mà nó dạng nó chỉ có khác là khác ở chỗ là cái xây thôi nha nè. Đây, Gamakatsu xe số 9, Gamakatsu xe số 10, Gamakatsu xe số 12 và Gamakatsu xe số 13. Đó. Đây. Đó. Lửng phơm nó thế này, phơm này thì bán rất là nhiều cho anh em dạng câu cá thác lát, đó, cá nàng hai, cá chê hoàng. Đó. Câu cá hanh, cá cháp cũng rất là ngon nhé. Đó. Đây, phơm nó thế này, phơm nó dạng nó cong cong như vậy. Đó. Rồi, để mình để mua tập mình đo cho mọi người xem nhé. Ba mã này, 9, 10, 11 và 12. Đây anh em, đó. Đây, phơm lửng để mua tập đây. Đó. Mã số 9 nè, số 10, số 11 và số 12. Đó. Số 9, số 10 thì anh em có thể câu cá phi, cá cô đồng, đó, cá chê vàng, đó, đằng hai thác lát. Câu hanh, câu cháp thì rất là ngon. À, câu chép cũng được. Số 11, 12 là chuyên về dạng cho anh em dạng săn hàng nhé. À, câu mấy cá bự, phơm lửng nó cũng tương đối ok. À, bự nha mọi người, phơm nó cong ra thế này. À, lửng này đều là lửng có ngạnh hết nha mọi người. À, và độ bén sắc của nó thì anh em yên tâm, rất là bén, lửng ngạnh chà bá luôn nha. À, kỳ cộm. Rồi, giá công khai một túi này mình bán với giá chỉ là 20k thôi nha anh em, 20k một túi. À, giá tương đối ok so với một cái lưỡi nhật nhé. Rồi, để mình qua mã khác cho anh em xem. À, lưỡi đây mọi người. À, bén nha, lưỡi của Nhật Gamma. Đây. Rồi, để qua mã nha. Theo gửi cho mọi người là mã số 13, 14 và 15. Mã 13, 14, 15 gửi cho mọi người là lưỡng Gamakatsu. Đó. Lưỡi đỏ nha anh em, lưỡi đỏ. Và lưỡi này nó rất là đặc biệt là nó có ngạnh ngược nha anh em, ngạnh ngược trên lưng nè. Đó. Đây, ngạnh ngược nha. À, mã số 13 là xe số 10. Một bịch này nó sẽ có là 11 lưỡi. Mã số 12 vẫn là xe mã số 13, 14 là xe số 12, vẫn là bịch này có 10 lưỡi. Mã số 15, xe số 13, bịch này có 10 lưỡng luôn nha mọi người. Đó, lưỡng này thì nó rất là ok rồi, nó có ngạnh ngược hết nha anh em. Đây, ngạnh ngược để nó giữ con mồi lại cho anh em. Đó. Đây. Loại này thì mình bán về cho anh em câu cá chê hoàng thì rất là thích. Đó. Anh em dắt mấy cái chứng kiến á, nó sẽ dính vô đây nè, à, giữ con mồi, giữ cái chứng kiến lại cho anh em. Đó. Lưỡng này câu rất là đã nha anh em, rất là bén. Mấy loại lưỡi gọng dài thế này nè, đó, chiên chị miếng cá nào nó nuốt lưỡi nha nè, đó, nó sẽ nuốt cùng quá thì sẽ tới cái đuôi này thôi, đó, đây, đây cũng vậy, rồi, để mình đo xây cho ngô tập cho người xem nhé, rồi, ok, đây anh em, đó, xây lưỡi số 10, 12 và 13,
tương đương với là mã số 14, 13, 14 và 15. Đó. Đây, anh em thấy cái ngạnh ngược trên lưng đó không? Đó, rất là rõ ràng nha. Đó, lưỡng này lưỡng có ngạnh ở ngoài và có ngạnh ngược luôn nhé. Đó. Lưỡng gamma này rất là bén rồi, anh em yên tâm. Thì giá một túi này thì mình bán với giá sẽ là 30k nha anh em, 30k một túi. Đây, lưỡng đỏ gamma. Siêu bén luôn nha. Lưỡng này thì nó nhỏ ô tập một tí, bên đây thì nó bằng ô tập, bên đây thì nó lớn hơn tí. Đó. Đây mọi người, đó, gỡ ra. Bông lửng nó đây. Rồi, để mình qua mã khác nhé. Tiếp theo sẽ là mã số 16, 17. Mã số 16, 17 là dạng chuyên về cho anh em là câu cá bóng đục nhé. À, cá bóng đục. À, câu cá mấy cá nhỏ nhỏ vừa vừa, cá rô đồng cũng được. Đây. Đây lử Gamakatsu size số 9 và Gamakatsu size số 10. Đó. Lưỡng này là form là tương đối nhỏ như nè, câu bóng đục là gấp cả dừa luôn á. Rồi đây, rồi để mình lên đo xây trong bộ tập cho anh em xem. Thì một túi này nó sẽ có 14 lưỡng nhá, một túi này sẽ có 14 lưỡng luôn. Đó, giá một túi này mình bán với giá sẽ là 25k nha anh em, 25k một túi. Rồi mình lấy mình đo tập mình xem nhá. Ok đây anh em, đó, form lưỡng số 9 và form lưỡng số 10 tương đương với mã số 16 và mã số 17 nè. Đó. Lưỡng này câu có bóng đục là rất ngon lành. Đó. Câu cá rô đồng, cá thắt lát, cá chê vàng cũng rất là ngon. Đó. Đây. Đó. Lưỡng này thì rất là bén nha anh em, yên tâm. Để gamma của Nhật. Đó. Rồi, để mình gửi cho anh em mã khác nhé. Giá công khai mã số 17 mà 16 17 này là 25k nha anh em, 25k. Tiếp theo qua mã số 18. Mã số 18 thì gửi cho mọi người vẫn là lưỡng Gamakatsu, size số 8 và một túi này sẽ có 15 lưỡng. Thì form này là dạng form anh em nói là mạnh xấu như này mọi người. Đó. Form nó thế này. Đây, dạng nó cong thế này. Đó. Lưỡng này vẫn là lưỡng có ngạnh nha anh em. Đây, nên xấu nha. À, lưỡng này câu rất là ngon nha mọi người, câu cá phi cũng ngon mà câu cá chép cũng ngon. À, lưỡng thì rất là bén rồi. À, cua đồng cũng ngon, cá chê thác lát thì cũng ngon lành. Đây, tùy vào cái địa phương anh em câu á thì anh em chọn cái xe lưỡng thích hợp nha. Mình bán thì mình cố gắng mình đo cho anh em vô tập như thế này nè, nó cho cận cảnh cho anh em căng đây. Lưỡng ngon lành nha mọi người. Rồi, một túi này mình bán với giá cũng vậy nha. Bán với giá cũng là 25k. Mã số 18. Tiếp theo mã số 19. 19 lên cho người là lưỡng của hàng Kinju gì nè mọi người. Đây, lưỡng Kinju. Lưỡng này thì cái đuôi của nó có làm cái rãnh như thế này, đó cho anh em dễ tóm nha. Đó. Thì lưỡng này lưỡng size số 10 và một túi này sẽ có 14 lưỡng. Và lưỡng này thì riêng mình á, mình chiên câu cái này á, thì sẽ là mình câu cá rô đồng nhé, cá rô đồng với cá chê. Đó, thì tùy vào chỗ anh em câu á thì anh em câu nha anh em. Đó. Lưỡng nó thế này. Đó. Còn lưỡng thế này. Cái đuôi nó thế này. Đuôi nó họ có thể có dập thế này cho anh em dễ tóm nè. Đó. Và lưỡng này rất là bén nha mọi người, lưỡng này rất là bén. Đây. Và rất là cứng luôn. À, lưỡng này câu gô đồng rất là đã. Giật. Bá phát. Đây để mình đo tập cho người xem. Đây mọi người. À, phong lưỡng nó thế này. Đó. Rồi, giá một túi này mình bán với giá sẽ là 25k luôn nha anh em, 25k một túi này. Đó. Vô đồng cá chê vàng. Đó. Câu biển thì câu mấy cá mú quạ, mấy cá ở gạn anh em, rất là dễ câu. Mấy cá đồng, cá lù đù. Đây,
xay lửng nó ngon lành nha. Tiếp theo mã cuối cùng, mã số 20. 20 gửi cho anh em một cái lửng dạng săn hàng, chuyên về cho anh em câu biển, câu mấy cá bự nè. Đó. Thì đây là lửng của hàng Owner. Đó. Và lửng này của Nhật nha anh em. Đây, mình để nhẹ thôi, mình nó quấn cái tay mình thế này. Đó. Thì đây là lửng xây số máy thì nó không để, nhưng mà để cái số lượng lửng của nó sẽ là 11 lửng nha anh em, 1 lửng. Và lửng nó thế này đây anh em. Đây. Phong lửng nó héo quấn như thế này. Lửng nó dạng nó tự đóng nha, cá nó chụp vô cái là dính thôi anh em. Đó. Và lửng có ngạnh nha. Đây, cái bản lửng nó cực kỳ dày luôn nè. Đó, rất là dày. Phong lửng thế này. Đó, để anh đầu tập người xem. Cái này chắc chuyên về cho anh em câu cá biển, câu ngâm này. Đó. Săn hàng. Đây, xe lửng đây. Ngon lành nha anh em. Đó. Ok. Rồi, một túi này mình bán với giá công khai sẽ là 25k luôn nha anh em. 25k một túi, mã số 20. Đó. Rồi, đó tổng cộng 20 mã lưỡi câu lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng mã nào có thể chốt, để shop xuống hỏi shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.